Dạ Duy xin chào tất cả các anh chị cô chú ạ. À, từ sớm giờ thì sau một hồi cũng khá là lâu thì chiều hôm nay Duy bắt được một số giống con mới nở, có mà nó nở bữa giờ cũng có luôn anh chị ơi. Giờ mệt nói hết nên lời luôn rồi, bữa nay thì thu khá là nhiều luôn ha. Thì giống con thì bữa giờ Duy bắt cũng đến ngoài 2.000 con rồi anh chị. Hôm nay thì sắp bệnh viêm họng nên là cái tiếng của mình nó cũng hơi khàn xíu, anh chị thông cảm á. Cái số giống con hiện tại trong chuồng rất là nhiều luôn, và sau khi thu hoạch cái đơn hàng 6.000 con giống cho khách thì hôm nay thì Duy sẽ lấy cái chuồng này để mà mình làm cái chuồng giống con của mình để mình nuôi lên ha anh chị. Thì bây giờ Duy sẽ thả ra. Thì mấy cái con này thì nó nở hồi tháng trước nè anh chị. Tháng trước bây giờ nó khá là lớn ha. Mấy con này thì nó vừa nở cái đợt này. Đây, mấy con này là giống sữa ha. Rất là bé luôn anh chị. Bé tí gì ti luôn ha. Thì cái mục tiêu của mình từ năm trước thì năm nay nó đã có thành quả rồi. Thì khi mà mình tuyển lại một cái số con giống mái để mà mình gầy giống á, thì cái mùa này thì bắt đầu nó đã cho giống con này. Và cái đợt tháng 4, tháng 5 thì Duy không có thu hoạch đó anh chị. Thì hôm nay thì mình bắt đầu mình thu hoạch triệt để luôn ha. Tại vì cái đợt trước thì Duy phải chăm cái khoai mài á, nên là không có thời gian đó. Anh chị thấy nó chảy rất là nhiều luôn ha. Hang nè, rất là nhiều hang giống con luôn. Đây một hang, đây một hang á. Hang giống con rất là dày luôn. Rồi thì bây giờ Duy sẽ cho tụi nó ra ngoài anh chị. Quá trời nhiều luôn. Đó, lú đậu đã. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó ra ngoài để nó đi đào hang ha. Ở đây thì bữa nay cũng lên đến gần cả trăm con anh chị. Đó. Rồi, đi đào hang đi con ơi. Chiều rồi. Mấy con này thì mau hơi cực anh chị. Đào hang xuống cỡ nửa mét lận ha. Mình phải dùng cái dụng cụ len xuống để mà mình đào cho nó nhanh. Đào tay không nổi luôn anh chị. Mấy con giống sữa này thì nó vừa nở ha. Mình không thể để chung tụi nó với những cái số giống lớn ở kia được anh chị. Vì giống bố mẹ nó sẽ làm ảnh hưởng tới những cái con giống này ha. Cái chuồng này thì khi Duy bắt giống giống cho khách thì giống lớn ở trong đây nó cũng không còn nhiều anh chị, còn một số con thôi á. Mình sẽ dùng để mình nuôi con giống con của mình. Thì cái nguồn lợi của con giống con thì nói chung là nó vô cùng lớn luôn anh chị. Tại vì sao? Tại vì mỗi năm thì cái con giống mái nó sẽ đẻ ra rất là nhiều con giống con ha. Nó đẻ ra rất nhiều con giống con, và mình thu hoạch được cái con giống con này á, thì cái nguồn giống giống của mình coi như là miễn phí. Mình chỉ có tốn cái công để mình thu hoạch thôi. Mình nuôi tốn thức ăn thôi, rồi mình đến mình thu hoạch. Giống con rất là nhiều luôn. Toàn là hang giống con không chị. Mình chỉ cần chăm thời gian cho nó thôi. Và cái này bữa giờ bắt giống kia thì nó còn lung tung hết. Đó, nó chạy rất là nhiều luôn chị. Và cái chuồng này thì Duy cũng đã thả được ngoài 2.000 con rồi hả chị. 2.000 con này thì giờ mình chỉ cái việc là mình nuôi cho nó phát triển lên thôi. Cỏ thì nó cũng khá là nhiều, nhưng mà như thế này thì cũng vừa ha. Duy có sử dụng mấy cái tấm tôn để mà mình che cỏ cho nó chết bớt á. Thì cũng thường xuyên vào chuồng sáng chiều để mình quản lý chuồng xem nó có cái dấu hiệu gì đó. Nó khác lạ không anh chị, phải quản lý đầy đủ. Giờ thì ở đây thì chủ yếu là giống con thôi ha. Đó, anh chị có thể thấy là hang giống con không à. Cái số này thì nuôi khoảng vài tháng nữa thì mình sẽ ra được một cái lứa giống con.
Và hiện tại thì cái diện tích chuồng của Duy cũng chưa có phát triển được rộng lớn anh chị, tại vì chưa có đất ha. Đến cái giai đoạn qua năm 2025 thì Duy sẽ có đủ cái diện tích để mà mình làm lớn lên anh chị. Và những cái con dông con thì bên Duy đang được rất nhiều anh chị liên hệ để đặt hàng ha. Nhưng mà bên Duy thì ưu tiên là nuôi đính lớn lên ha anh chị. Dông con thì mini thì hiện tại thì Duy chưa có cung cấp cho anh chị được ạ. Tại vì Duy đang trong cái giai đoạn để mà nhân giống cho nó rộng lên xíu anh chị. Mình đủ cái mục tiêu của mình rồi thì mình sẽ bán giống sau ha. Tại vì Duy cũng đang cần mở rộng thêm cái diện tích lên để nhân rộng lên đó anh chị. Thì chuồng của mình thì nếu mà được thì mình nên căng ra như thế này ha. Căng lưới lên để cho nó đảm bảo tuyệt đối an toàn luôn anh chị. Căng lưới lên thì những cái con vật bên ngoài nó sẽ khó xâm nhập vào hơn ha. Ngoài cái biện pháp căng lưới thì mình cũng có thể là mình giăng cái lưới tàng hình anh chị. Mình cắm những cái trụ ở phía ngoài ha, rồi mình phủ cái lưới tàng hình lên thì mình cũng giúp xua đuổi được những cái con vật mà nó xâm nhập vào chuồng anh chị. Rồi thức ăn cho dông con thì mình cũng cho nó ăn rau củ quả và kèm theo cái sâu dế nó nhiều một xíu anh chị. Sâu dế nhiều một xíu để mà nó cung cấp cái protein cho con dông nó phát triển nó được nhanh chóng hơn ha. Dông con thì sau khoảng 4-5 tháng thì nó sẽ đạt cái size là khoảng từ ngón tay cái đi lên đó chị. Cỏ trong chuồng thì nhiều anh chị hỏi là mình có cần dọn dẹp hay không, thì Duy cũng chia sẻ là mình nên cắt dọn khi mà có điều kiện thời gian á chị. Như thế này thì nó quá âm tùm nè, nó quá âm tùm thì nó gây lạnh cái chuồng. Lạnh cái chuồng thì con dông nó sẽ chậm phát triển ha, và nó sẽ dễ ốm hơn. Mình cần dọn dẹp thì Duy dùng cái tấm tôn này để che từ từ ha, lấn từ từ qua tới đây cho nó hết cái đám cỏ này. Nó có thể là vài bữa Duy đem thêm một tấm bạt xuống Duy phủ anh chị, phủ cho nấy ha. Chuồng thì khi mà nó cỏ rậm rạp nhiều á, cỏ như thế này thì nó cũng được anh chị, nhưng mà đừng có rậm như thế này đi lên ha. Như thế này đi lên thì nó thuộc về nó rạ dạng là bị rậm rồi. Bị rậm thì dông nó sẽ bị nhát lắm anh chị. Tại vì con dông tập tính của nó là nó sợ những con kia ha. Nó nhát thì nó sẽ bị dạng như là nó không dám ra ngoài nó ăn, nó sinh hoạt á. Nó sợ những cái con vật khác nó gây hại cho nó, nên là nếu có điều kiện thì mình có thể dành thời gian ra mình cắt, hoặc là mình phủ những cái tấm bạt mà diệt cỏ đó anh chị, mình phủ ha. Những cái cành ở đây thì do là đang có nhãn nên là Duy cũng không có tỉa được anh chị, để cho nó xen vô luôn. Một cái độ cao này thì con dông con thì nó cũng chưa có thể với tới, nên là Duy cũng để luôn ha anh chị. Thời gian sau thì có lẽ là mình sẽ dùng những cái cành cây ở phía ngoài để mình chống lên cho cái cành nó cao lên. Những cái con vật phía ngoài nó chui vào nó cũng khó hơn anh chị. Thì chuồng của mình bữa giờ cũng gặp một số ít rắn và chuột ha anh chị. Chuột nó vào tại vì nó theo những cái cành cây phía ngoài nè, nó len vào. Thì bữa giờ mình cũng bắt được một mới chuột rồi. Chuột thì mình có thể là đặt những cái rập ở xung quanh những cái lối này nè ha, cái lối ven như thế này nè anh chị, để mà mình đón hướng của những con chuột ha. Và cái con dông con thì nó cảm thấy nó rất là hay anh chị. Cái tôn láng của mình thì nó có thể leo lên được. Anh chị có thể hình dung thường thấy những cái con thằng lằn á. Con thằng lằn nó có thể leo ra được ha. Nó leo ra được là do là cái con dông con á, cái lớp màng giữa cái lòng bàn tay của nó anh chị, nó còn nhám. Nó chưa có tiếp xúc nhiều, nó chưa có bò nhiều, nó bị mòn.
nó bị mòn á, nó còn nhám nên là nó có thể là dùng cái lòng bàn tay đó nó leo được. À, anh chị có thể thường thấy ở đâu đó một thoáng qua những cái con thằn lằn nó leo trên những cái tấm gạch men á. Dạ, nó leo trèo thì nó nhờ cái lớp màng đó đó anh chị. Nên nó leo ra khá là dễ. Thì mình cũng cũng thấy là những cái con dông mới nở, con dông sữa đó nó leo lên đây được ha. Thì mình cũng đang tìm một số biện pháp để mình khắc phục. Mình có thể là ốp tấm tôn nó ra như thế này chị đó, ốp tấm tôn như thế này kèm thêm ở trên đây ha. Đây thì một thời gian mình sử dụng cái tấm tôn này, mưa nắng á nó làm tấm tôn này hình như là mình thấy nó hơi nhám một xíu rồi đó, nên là có thể là cái nguyên nhân đó dông nó cũng ra được, tôn mới thì nó chưa ra được ha. Mình có thể là dựng tấm tôn bằng rồi mình ốp tấm tôn ra như vậy, mình ngăn chặn những con dông nó leo lên á. Và cái cách để mà giúp cho cái chuồng dông nó được an toàn nhất là mình khi mà mình dựng tấm tôn mình có thể nghiêng vô một xíu như vậy. Đây, nghiêng vô một xíu vậy ha. Mình đừng để tấm tôn thẳng mà mình nghiêng vô một xíu vậy. Khi mà con dông nó leo lên thì nó bị cái lực hút á nó sẽ rớt xuống. Nó hiệu quả ha vậy. Một cái chuồng dông nó đảm bảo các chỉ tiêu mà để dông phát triển tốt nhất là mình phải kiểm soát cỏ, kiểm soát những cái con vật bên trong bên ngoài nó vào chuồng của mình ha, thì nó mới đạt hiệu quả nha anh chị. Cái chuồng của Duy thì nó cũng cơ bản nó cũng được 90% rồi, giờ còn cỏ với những cái cành cây như thế này thì có thể làm những cái con vật nó ngoài nó vô á, cỏ thì nó cũng tương đối ít thôi anh chị. Dạ rồi, thì Duy cũng cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video ha. Duy cũng xin chào và hẹn gặp lại anh chị. Thì Duy cũng sẽ cập nhật thêm những cái video về cái quá trình thu hoạch cũng như là chăm sóc dông để gửi đến anh chị xem ha. Nếu anh chị có yêu quý thì cho Duy xin một like, một chia sẻ nha anh chị. Duy cảm ơn các anh chị và xin chào và hẹn gặp lại ạ.